sử cha Calixto Ban Ninh Lý. Cha Calixto Ban Ninh Lý sinh ngày 29 tháng 1 năm 1962 tại làng Con Đâu Giót, xã Đắc Rinh, huyện Đắc Hà, tỉnh Kon Tum. Năm 1975 đến năm 1982 học phổ thông tại Nha Trang. 1989 đến năm 1992 học đại học tại Nha Trang. Năm 1993 đến năm 1999 học đại chuẩn viện sao biển Nha Trang. Năm 2000 đến 2011 đến 2001 đi thực tế tại giáo phận Kon Tum. Ngày 18 tháng 10 năm 2001 thụ phong linh mục tại Kon Tum do Đức Cha Phêrô Trần Thánh Trung. 2001 đến 2003 phụ tá linh mục Simon Phan Vĩnh Bình. 2003 đến 2006 phụ trách vùng Sedan Đắc Tô Kon Tum. 2006 đến 2013 chánh xứ Con Rinh hạt Đắc Hốt Kon Tum. 12 giờ ngày 30 tháng 6 năm 2013 ngài an nghỉ trong Chúa. Xuyên qua tiểu sử của cha Calixto, chúng ta thấy bàn tay của Đức Chúa Trời đã hướng dẫn cuộc đời của cha thật là tuyệt vời. Năm 1975, chiến tranh loạn lạc, cậu bị Calixto trôi dạt đến Nha Trang, được các vị ân nhân đạo đức tạo điều kiện để có thể tiếp tục học trung học, đại học và nhất là tiến đến chức linh mục. Ngoài ra Thiên Chúa cũng ban cho cha Calixto nhiều ơn, nhất là ơn kiên nhẫn, can đảm và trung thành. Dù hoàn cảnh xem ra không thể thực hiện được ơn gọi của mình, nhưng cha đã đạt đến mục đích theo Chúa Giêsu trong chức linh mục. Cuộc đời mục tử của cha Calixto thật ngắn ngủi, chỉ 12 năm. Nhưng một đời người không chỉ là sống thọ sống lâu, mà là sống trọn vẹn cho Đức Chúa Trời mới là điều quan trọng. Đức linh cửu của cha còn quàn tại ngôi thánh đường đơn sơ như mắng cỏ khi xưa. Linh cửu được đặt sát đất, nói lên phần mỏng manh của cuộc sống con người. Nhìn nét mặt của cha, chúng tôi nhận được một sứ điệp quan trọng biết bao. Thiên Chúa tốt lành biết bao trong cuộc sống của tôi. Xin cho linh hồn cha Calixto sớm trở về với Chúa. Bà con bà thánh thần, Chúa ở cùng anh chị em. Trọng kính Đức Cha Phêrô quý mến, kính thưa cha tổng đại diện, quý cha, quý tu sĩ cùng cộng đồng phục vụ dân Chúa, cách riêng bà cố cha Bá Năng Lý và thân quyến. Nỗi kinh hoàng và nỗi buồn thương cha Calixto Bá Năng Lý vẫn đang bao trùm cả giáo phận. Mới 3 tuần trước đây, cả giáo phận vui mừng có một người con trai đầu tiên được cất nhắc lên hàng linh mục. Thì nay một người con Sê Đăng đã vội vã ra đi. Với cái nhìn của người phàm trần, đây là một mất mát to lớn cho gia đình, cho giáo xứ, cho giáo phận. Nhưng chúng ta có niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh. Chúng ta dâng lên Thiên Chúa giàu lòng thương xót và quan phòng kỳ diệu những tâm tình phó thác và cảm tạ. Xin phó dâng người anh em trong tay Chúa. Xin Chúa đón nhận bông hoa rừng quý báu này vào nước trời và làm cho biến cố ra đi của cha Calixto đem lại nhiều phần phúc cho chúng ta. Bọc sang kinh là sinh hạ mua. Bên lô cái chồng đi pro chỉ cô
Giờ đây chúng ta nhìn nhận tội lỗi, xin Chúa tha thứ để xứng đáng dâng thánh lễ. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã chọn người anh em chúng con là Calisto ba năng ly làm linh mục của Chúa như căn tông đồ để rao giảng tin mừng và cử hành bí tinh. Giờ đây người đã hoàn thành nhiệm vụ, xin cho người được vui mừng chiêm ngưỡng thánh nhan. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con là Thiên Chúa hằng sống và hiền trì cùng Chúa, hiệp nhân với Chúa thánh thần đến muôn chùa muôn đời. Tiên tri Isaiah: Ngày ấy trên núi này Đức Chúa các đạo binh sẽ đãi muôn dân tộc một bữa tiệc. Trên núi này người sẽ xé bỏ chiếc khăn che phủ mọi dân và tấm màn trùm lên muôn nước. Người sẽ vĩnh viễn tiêu diệt tử thần. Đức Chúa là Chúa thường sẽ lau khô dòng lệ trên khuôn mặt mọi người và trên toàn cõi đất. Người sẽ xóa sạch nỗi ô nhục của dân người. Đức Chúa phán như vậy. Ngày ấy người ta sẽ nói: Đây là Thiên Chúa chúng ta từng trông đợi người và đã được người thương cứu độ. Chính người là Đức Chúa chúng ta từng đợi trông. Nào ta cùng hoan hỷ vui mừng bởi được người cứu độ. Hai chị mẹ, Anoko, Pase, Cái tôm cơ mau áp lên. Cô đơn nói ăn tôm của cuối mơ nghe môi hai áo ca can. Anh hô cô, pa xe cô, chia lôi bê khi đang cân nhìn cuối môi nghe. Cô lô lôi kênh khi lừa vài. Tân á pa xe, cái mau áp lên, cô sút tê ma vài. Cô mọ nó y tay tôm từ đoạ mê rô tô. Hông cú tân á, và hong a rao tận này cô. Hai kì mê, cơ bố xun ba kệ tì cô. Bê ngay, kì mê cho ba xa, ca yên. Nghe kì nghiên bằng ác, cô tỏ nghiên. Đi cho ba xa, kì nghiên bằng ác đầy. Nghiên na hát sốc xua, xua cơ bi hiya tỏ nghiên.